Xong Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy lọc không khí Panasonic FVF65 của hãng Panasonic, một con máy rất là đẹp, nguyên bản. Máy đã được bên em đấu đổi điện 220V rồi. Mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành. Khóa trẻ em, công nghệ Econavi, cảm biến ánh sáng, nói chung mọi chức năng máy thì nó đều như nhau thôi ạ. Đấy, chỉ có quay phiếu để các bác nắm được hình thức thôi. Hình thức thì rất là đẹp các bác nhé. Mặt thì là mặt nhũ này. Lưng đĩa sáng choang rất là đẹp. Con này VXF65 59W, dùng cho phòng 40m² đổ lại. Đấy. Tình trạng máy thì rất đẹp. Màng tạo ẩm em thay mới rồi nha, này mới tinh. Mới tinh thôi nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Cái màng này, cái guồng nước này trông như mới, gần như chưa dùng các bác. Khả năng là cái tạo ẩm này hình như là vẫn zin ạ. Cái này tạo ẩm này em không thay, chắc hỏi thợ, nhưng mà em thấy cái này là mới lắm. Màng tạo ẩm zin các bác ạ. Mới tinh này, gần như chưa dùng các bác nhé. Mới tinh đấy, không phải thay đâu ạ. Màng tạo ẩm zin đấy các bác nhé. Màng tạo ẩm zin mới tinh này, chứ không phải là màng thay. Màng này màng tạo ẩm zin, đẹp quá, khay nước như mới ạ. Đấy. Gần như con này chắc là không bù ẩm bao giờ. Con này chắc là không bù ẩm bao giờ luôn. Khay nước mới tinh, khay nước mới, màng tạo ẩm mới, zin đẹp chứ không phải là thay đâu ạ. Con này không tạo ẩm, chắc chủ trước không dùng tạo ẩm bao giờ. Màng HEPA zin còn rất đẹp ạ. Màng HEPA zin thôi nhé, còn rất là trắng đẹp nhé. Màng than hoạt tính này, khử mùi rất là tốt. Một con máy có cái phần màng tạo ẩm gần như là chưa dùng. Zin cũng không phải thay màng đâu ạ. Này, con này nói chung là mọi thứ đều quá xuất sắc luôn. Em bán 3.4 triệu, đã đấu đổi điện 220V rồi. Giá 3.4 triệu các bác nhé, tặng kèm đổi luôn. Các bác nào lấy các bác liên hệ, chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.